Các em thấy được không? Như vậy là để ý rằng là như thầy nói là người cá này cũng cần từ cái gì vậy? Như vậy các phần từ của dễ đều bị cấp của một nhóm silic bằng en, thì các phần từ của nó chỉ là a một không này, nó là một này, a một một, a một hai, a một n trừ một, không nhất thiết là cá chạy trong một cái dạng cá thì chạy chứ không để n trừ một mà thôi. Vậy thì a mũ n bằng mấy? Hai. Vậy thì a mũ n là bằng, quay về lại một rê. A mũ n quay về là bằng một rê. A mũ n là bằng một, bằng đơn vị. Thế đó thêm thì ví dụ A mỗi nơi cần một bằng mấy? Bằng A. À, rõ ràng là bằng A mỗi nơi chứ Nga, rõ ràng là bằng một chứ Nga là bằng bằng A. A mỗi hai nơi bằng mấy? A mũ 2. A mỗi hai Là nơi mũ 2. Dạ bằng 1. bằng A mỗi hai bằng mấy? Dạ bằng 1 gì? À, Bằng 1 một gì? đúng không? Như vậy không những A mỗi nơi bằng một mà chúng ta biết đó. Khi nào A mũ N bằng A mũ K bằng 1, 2, 3. Vậy thì A mũ K bằng 1 khi nào? Không những là K bằng N mà còn K bằng thế nào? Cá là bồi của nơ. Đúng rồi, K là bồi của N chính xác. Đó, K bằng M N. K là bồi của N. Như vậy, vấn đề này gần như ta đã nói rõ hơn khi mà cái nhóm siêu trụ hàng n phân tử đó, mình chỉ cần số phân các phân tử của dễ này mô tả một cách trọn vẹn được liệt kê hoàn toàn như vậy. Phần chứng minh để em xem là có thể là bài tập hoặc là để em mà xem giáo trình đó nhé. Thế lấy vài một cái nhưng mà tất cả một hệ quả thế này này như vậy thì có biết rằng á nhiều dễ là nhóm cyclic cấp n chứ về phần từ a thì đã gọi là a mỗi n bằng một. Vậy thì với mọi ít thuộc nhóm xích đó là như thế nào, lúc đó a ít mỗi n như thế nào, tất cả một cái hệ quả b, tất cả một cái hệ quả như sau. Cho dễ là một nhóm cyclic sinh bởi phần từ A và cấp của dễ cũng bằng n, cấp của dễ cũng bằng n. Lúc đó với mọi x mà thuộc dễ thì ta đều có không những là a mũ n bằng một mà x mũ n bằng một với mọi x mũ n một. Và cái việc chỉ vấn đề về cái vấn đề này quá đơn giản thì sao? Tại vì mình đề ở trên á, có thể chỉ vấn đề này như thế nào? Em để ý rằng là dễ, đây là gồm những phân tử có dạng như thế này đó. Bây giờ ta lấy một phần từ x nào đó bất kỳ thuộc dễ thì ta cần tìm tỏ x mũ n bằng một, nhưng vì x thuộc dễ là nhóm cyclic cho là tồn tại k, cái đó là tồn tại thì k nào đó chỉ cần là chạy từ không đến n trừ một ha, mà thay lời gọi thuộc dễ được sao vậy, sao có x là bằng a mũ k đó, bởi vì nhóm cyclic. Bây giờ mới ra có thể mình có x của n bằng 1. Lúc đó x của n là bằng gì đấy? X của n mà x là bằng a mũ k, a mũ k tất cả mũ n là bằng a mũ n k, đúng không? A mũ n k, a mũ n k
kế khác là bằng a mũ n tất cả mũ k. Nhưng a mũ n bằng mấy thôi? A mũ n bằng mấy? Bằng 1 rê. 1 rê, 1 rê tất cả mũ k cũng bằng 1 rê. Vậy chỉ mình xong rồi. X mũ n 1 như vậy thì quả này nói lên rằng nhiều rê là nhóm cyclic cấp n đó. Thì mọi phân tử x thuộc rê ấy ta luôn có thành chất x mũ n chắc khá đẹp là chứ đúng vượt bò và khi tính lên đúng với nhóm cyclic riêng nhóm cyclic nhá. Rồi ở đây nó có một cái tính chất, một cái tính chất khác như sau. À, thế là ví dụ khác thế, một ví dụ có lẽ một ví dụ khác đấy nhé, ví dụ thì có thể thấy tính chất trong cái mình đề án này, đặc biệt là trong tính chất của thứ nhất á, của mình đề án. Có lẽ một ví dụ như là rõ ràng là mình cho gì cho S3 ấy, S3, ta có cái sigma, sigma 3, sigma 5 đi. Là ba vòng, vòng, cái vòng xích. Cái vòng xích 1, 2, 3, nó thuộc S3. Bây giờ thì gọi gì? Là cái nhóm cyclic, sigma, sigma 5. Nhóm này có cấp bằng mấy thế? Có cấp bằng mấy? Nhóm bằng 3. Đúng không? Cấp bằng 3 thì chúng ta biết rồi. Đó. Và như vậy là R này gồm có 3 phần tử, đó là gì? Thứ nhất là A mũ 0, tức là sigma 5 mũ 0 bằng 1 rồi nè. Tức là đơn vị ha. Sigma 5 mũ 1 và sigma 5 và sigma 5 mũ 2. Đúng không? Là bằng sigma 6 đấy. Ba phần tử như vậy. Thế là một cách tổng quát hơn là, đó là ví dụ một ấy. Một ví dụ thứ hai là, bây giờ thầy lại trong là trong n ấy, trong là trong n thì cho cho kìa alpha, cho alpha là một cái vòng xích có bình dạng là y một y hai cho đến ym. Đây là một cái vòng xích có độ dài mấy? Đây là một vòng xích có độ dài m. Đây là cái vòng xích có độ dài m. Vòng xích của nhà em mà. Bây giờ thế này dễ là cái nhóm cyclic xin mời phân tử alpha này. Nhóm này có bao nhiêu phân tử em? Dạ em mơ phân tử. À có em mơ phân tử. Có cả phân tử của nó sẽ được mô tả cách tròn vẹn nó là gì? Thứ nhất là một này, alpha, alpha bình phương vân vân. Cái đến alpha mũ m trừ 1. Cái vòng xích này thì nó siêu siêu vòng xích này là có m phân tử. Nên ví dụ là ta có thể liệt kê hết nhờ đến nhân vấn đề này, ta liệt kê hết toàn bộ đây ha, toàn bộ các phân tử của nhóm siêu. Bây giờ ta tiếp tục nghiên cứu một số tính chất khác đẹp hơn của nhóm siêu. Ta qua C, ta có một cái tính chất, một cái mệnh đề, mọi nhóm cyclic đều giao hòa, mọi nhóm cyclic
gia khoản à, điều amen đấy, dùng từ amen đấy, mờ nhóm siêu điều amen. Điều này có thể nói rằng là nếu một nhóm không amen thì có siêu lịch không? Dạ không. À như vậy ví dụ như ta có thể thấy F3 này, ví dụ như là các cái F3 là của giáo của hoàng không? Đây là nhóm amen không? Không. Dạ không. F4 ở chung là FN, với mỗi N là lớn hơn bằng bằng 3, điều là không amen. Hả? Điều là không amen. Chứ đó nó như đó là gì? Nó không amen thì chắc chắn nó phải không siêu lít. Chứ đó dẫn đến là gì? Dẫn đến là SN là không siêu lít. Cũng phải là nhỏ siêu lít. Với mỗi N lớn bằng 3. Nhưng có thì nhóm siêu lít không? Đầu tiên coi thử là nhóm đó có amen hay không? Nếu không amen thì không phải siêu lít. Nhưng mà nếu đó amen thì có phải là siêu lít không? Dạ chưa chắc. Chưa chắc, đúng rồi. Chưa chắc. Các em có thể cho một ví dụ về nhóm amen mà không siêu lít. Ai thì cho thành ví dụ về một nhóm amen mà không siêu lít. Hả? Đó là ví dụ về nhóm amen mà không siêu lít. Em ghi câu hỏi. Cho một ví dụ về nhóm amen nhưng không siêu lít. Dạ tôi thấy đó là nhóm cộng của các số thức đó. Nhóm cộng các số thực à, R cùng một tổng cộng có phải siêu lít không? Dạ không. Vì sao không? Vì dạ sao? Thì bởi vì theo định nghĩa siêu lít là phải thì có dạng là N, A trong đó là N thuộc Z. À, có dạng A là một cái phân từ nào đó thuộc R. Mà sao cái R này á, nó sinh ra toàn bộ với A này. Đó. Bắn nữa, mà điều xuất A thì lúc đó có cái dạng gì? Có cái dạng NA, đúng, có dạng KA đó. KA, mà K chạy như chết. Rắn nữa. Rắn nữa em. Đúng đấy, đúng. Điều này cũng phải là điều này phải khi nào mọi phân tử. Như vậy là mọi phân tử x thuộc R thì báo phải chắc là báo dương tôn có dạng cả A không? Cái A cho trước. Không. Bởi vì cái phương trình này chắc chỉ là có nghiệm. Có, đúng không? Có không? Có nghiệm nguyên. K là số nguyên. Đúng không? Do đó, đúng, ví dụ này hoàn toàn chính xác. R và tổng cộng không phải là nhóm cyclic, mặc dù đó là nhóm amen. Cái này ai cho ví dụ này hả? Cái này ai vậy hả? Dạ, Trúc Lâm ạ. Trúc Lâm, à Trúc Lâm, rồi cảm ơn em. Đúng đấy. Tôi quay được điều này, giả sử điều này xảy ra. Điều này xảy ra là với mọi x thuộc R thì báo nhiệm tô bằng cái cá nguyên. Mà sao cái x bằng cá A? Có phải cái này luôn luôn đúng? Thì cần lấy x thì cần bằng bằng a trên hai thôi là đi nhiều
À, lấy x là bằng a trên 2 thôi. A à, 2 thì được, xin lỗi. Lấy x là bằng một cái a cộng 1 thôi. Nó bao nhiêu tồn tại rồi, lấy x là bằng a cộng 1. Ví dụ như làm sao mà có tồn tại sum nghiêm sao sẽ ra đến này. Đúng không? K là sum nghiêm, không phải điều mà điều này nó luôn đúng. Cái đó ví dụ đưa ra chính xác, nhưng mà bây giờ thì hỏi thêm một câu hỏi nữa là gì? Tôi cho ví dụ về nhóm ABN hữu hạn á, nhưng mà không xin lít. À, bạn ấy chọn nhóm ABN vô hạn đó. Vậy thì thầy hỏi là ví dụ như là đây là cũng vô hạn, đó là đúng này. ABN nhưng mà không xin lít. Nhưng bây giờ cái có ví dụ nào về nhóm ABN hữu hạn nhưng mà không xin lỗi không, em về nhà suy nghĩ câu hỏi đó qua nha. Bây giờ ta có một cái định lý khá đẹp nói về nhóm xin lỗi đó là gì. D, ta có một định lý ở đây là chúng ta để mọi nhóm cyclic đều ABN. Vậy thì mọi nhóm có một nhóm cyclic có phải là cyclic hay không? Câu trả lời ba định lý này như sau: mọi nhóm có, mọi cái nhóm có của nhóm cyclic đều cyclic. Điều cyclic. Mọi nhóm con của nhóm cyclic điều cyclic. À, chứng minh định lý này khá hay, các em nên nên xem trong giáo trình đó. Nó có vài kỹ thuật nhất định ấy, có vài kỹ thuật mà chúng ta cần phải học hỏi kỹ thuật ấy. Và đôi khi để nhắc lại thì sẽ hỏi những bạn lý thuyết, thì sẽ hỏi các em cách chứng minh định lý này như thế nào, hoặc trong một kỹ thuật nào đó thì mình này. Hay lắm á, khá hay. Mọi nhóm có của nhóm cyclic đều cyclic. Mà Z có phải là nhóm cyclic không? Thế Dạ có. à, vậy là nhóm như mọi nhóm có của mọi nhóm có của nhóm Z cũng đều xin lỗi, tức là có dạng em mà dạng đúng không, có dạng em mà dạng. Như vậy là gì, tức là một cái hệ quả mà cần để ý. À, mọi nhóm có của dạng đều có dạng em mà dạng thì hết, cũng còn năng cái nào này hết. Mọi nhóm có của dạng đều có dạng, không được nó bị em mà dạng là nhóm con rồi. Còn hôm nào thầy có hoài cái câu rằng là gì, vậy thì mọi nhóm có của dạng có phải con của những dạng khác không, thì câu này không, chỉ có em mới dạng mà thôi đó. Mọi nhóm có của dạng đều có dạng, em mới dạng rất đặc biệt, tức là sinh về phương từ em mơ đấy, mà chỉ cần em mơ nguyên nhiên là đủ, em mơ xuống nguyên là đủ, em mơ xuống xuống nguyên không âm là đủ, có thể bằng không. Mọi nhóm có của dạng đều có dạng, em mới dạng nó sinh một phân tử, tức là điều xích lích, nó có người nào nào là hết. Như vậy nhóm nhóm xích lích có vẻ đơn giản giống như nhóm dẹp vậy, có vẻ đơn giản. Mọi nhóm có của nhóm xích lích đều xích lích. À, nhờ cái tính chất này ta có thể xem vài ví dụ quá để tìm tất cả các nhóm có của nhóm cyclic được không? Đó. F có ví dụ. Ta sẽ ví dụ quá.
thì nhóm có. Của nhóm 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 tầm dạy 6. Tìm tất cả các cái nhóm có của nhóm cầm dạy 6 ha. Bây giờ tôi hỏi dạy 6 là có mấy phân tử? Nhà sáu. Có 6 phân tử đó. Dạy 6 á. Có 6 phân tử đó là lớp của 0, lớp của 1, lớp của 2, lớp của 3, lớp của 4 và lớp của 5 hết. Dạy 6 có 6 phân tử như vậy. Bây giờ thì hỏi là mình có bao nhiêu bậc con của dạy 6? Có bao nhiêu bậc con của dạy 6? Tụi mình Dạ bộ ạ. vì sao bố có bao nhiêu tập con, theo có bao nhiêu tập con của dạy 6? Nếu cho A là một cái tập có n phân thì tập A này có bao nhiêu tập con đấy em? Dạ hai mũi anh ở. Hai mũi n tập con. Vậy thì cái loại có bao nhiêu tập con của dạy 6? Dạ hai mũi sáu ạ. À, có 2 mũ 6. 2 mũ 6 là bằng bằng bao nhiêu? Bằng 64, đúng không? 2 mũ 6 bằng 64 tập con. Nhưng mà 64 con ấy không phải tập con nào là nhóm con đâu. Nhưng mà cái định lý D này cho chúng ta biết rằng là mọi nhóm có của nhóm siêu đều siêu. Như vậy trong 64 tập con ấy chỉ có nhiều nhất là mấy nhóm con của dạy 6. Bởi vì mọi nhóm có của dạy 6 cũng là nhóm siêu có thể sinh ra bởi các phân tử 0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 5. Như vậy có nhiều nhất là 6 cái nhóm con. Đúng không? Chỉ có nhiều nhất là 6 nhóm con thôi. Như vậy các cái nhóm con đó là gì? Thứ nhất là sinh bởi phân tử không này, đó là nhóm con tầm thường. Các cái nhóm con của dạy 6 là thứ nhất là nhóm con sinh bởi phân tử không, tức là nhóm con tầm thường. Nhóm con sinh bởi phân tử không tức là nhóm con tầm thường rồi, cái này chỉ có một phân tử thôi, lớp của không. Nhóm con sinh bởi phân tử một là nhóm nào phải? Nhóm con sinh bởi phân tử một Nhà dạy sáu. à, đúng rồi, dạy sáu. Dạy sáu nhóm con sinh bởi phân tử hai, nhóm con sinh bởi phân tử hai có dạng là gì? Có dạng là k nhân hai mà k chạy trên trên dãy k bằng không thì là bằng không rồi, lớp không k bằng một, k nhân hai mà k nhân lớp của hai mà k bằng một thì là hai lớp của hai, k bằng hai lớp của bốn, k bằng ba là trung lại, k bằng bốn là lớp của hai, k bằng năm là lớp của bốn, cứ mạnh mạnh như vậy đó. Như vậy thì có 3 phân tử, có 3 phân tử. Bây giờ nhóm con sinh bởi lớp của 3 tương tự như vậy, có dạng là k nhân 3, k nhân lớp của 3 mà k chạy như vậy. Nhưng mà ở đây nhanh nhất là có thể có bao nhiêu lớp của 0 và lớp của 3 hết 2 phân tử. Nhóm có của dạy 6 mà sinh bởi lớp của 4. Sinh bởi lớp của 4 bằng mấy? Lớp mấy? Học cái bộ hai 3 phân tử đó là 3 phân tử nào? lớp cô không Lớp của 0, lớp cô bổn lớp của 4, lớp cô hai lớp của 2. Thấy chưa?
Dạ rồi. Hai chung với cái này này, chung với cái nhóm bóc sinh bởi lớp của hai này. Nhóm con sinh bởi lớp của năm, nhóm con sinh bởi lớp của năm là mấy? Là dạng 6. À, nhóm con sinh bởi lớp của năm có dạng là cá nhân năm, mà cá chạy trên dễ. Thực ra cá cần chạy chứ không thì nắm thôi, cần nhiều. Thì lúc đó là nó trung với, trung với nhóm dạng 6 luôn. Là trung với nhóm con sinh bởi lớp của 1. Như vậy bây giờ ta điểm đi, có bao nhiêu nhóm con của nhóm 6 để em có tất cả những bao nhiêu nhóm con. Có 1 này, 2 này, 3, 4, chỉ còn 4 nhóm con của nhóm 6. Vậy có 4 nhóm con của dạng 6 đó là gì? Thứ nhất là nhóm con sinh bởi lớp của 0 là nhóm con tầm thường. Nhóm con sinh bởi lớp của 1 là dạng 6. Nhóm con sinh bởi lớp của 2. Và nhóm con sinh bởi lớp của 3 hết. Chỉ có 4 nhóm con mà thôi. Các thấy được không? Chỉ có 4 nhóm con của dạng 6 mà thôi. 1, 2, 3, 4. Còn ta có thể vẽ cái sơ đồ bao hàm giữa thì gặp nhóm con này như sau. Sơ đồ bao hàm đó là gì? Nhóm nào lớn nhất ta để ở phía trên dạng 6. Rồi nhóm tiếp theo là nhóm sinh bởi lớp của 2, sinh bởi lớp của 3, và cuối cùng là nhóm tầm thường nhỏ nhất. Để đây ha. Với cái ký hiệu là A mà có mục tiếp qua B thì có nghĩa rằng là ý nói rằng là A là nhóm con của B, hiểu chưa? A là nhóm con của B, ký hiệu như vậy. Còn đây là sơ đồ bao hàm giữa tất cả hai nhóm con. Sơ đồ bao hàm. Cánh chẹp được không? Dạ được. Rồi. Bây giờ các em nhìn lại cái ví dụ này. Đấy là nhóm cầm các em nhỉ? Đấy là nhóm cầm. Nhóm cầm chứ đó là một dưới là nhóm cầm thì cả phân cái của nó bao giờ là cá á nè. Chứ mà con ngầm nhất là á một cá. Mà đấy là ở đây á bằng một. Ở đây á bằng lớp của một rồi. Nhưng mà ta nhìn ví dụ này các thành A ở đấy là nhóm có sinh bởi lớp của 2 bằng nhóm có sinh bởi lớp của 4. Hai cái bằng nhau. Nhóm có sinh bởi lớp của 1 là bằng nhóm có sinh bởi lớp của 5. Đúng không? Hai cái bằng nhau. Vậy thì trong nhóm silic á, đây có dạng cá như 1 á, thì như vậy là gì? Một câu hỏi đặt ra là gì? Một câu hỏi đặt ra là vậy thì hai cái nhóm con silic có dạng A một K một và A một K hai bằng nhau khi nào? Ở đây là hai nhóm con K một và K hai bằng nhau đấy, chứ mình là K một và K thì cũng tốt quá hơn á. Trong nhóm silic nhóm nhấn á thì hai cái nhóm con này nó bằng nhau khi nào, với điều kiện nào K một K hai hai nhóm con này bằng nhau? Câu trả lời có phần D nhỏ như sau. D sẽ phát biểu đơn này. D. Tôi có một cái vấn đề. Bây giờ tôi cho ri là cái nhóm cyclic cấp n à. Cho ri
Là vì nhỏ xin bởi phần từ A và có cấp là N. Lúc đó nó có điều gì nhất là gì? À, nếu như cá bộ là ước của cá hai hay còn gọi đặc là chia hết đấy, cái vị thế này là cá bộ chia hết cá hai, có nghĩa là cá hai chia hết cho cá bộ, nhớ chưa? Em đọc lại cái phân quan hệ thứ tư á, có thể từ nghe thấy chuẩn bị chứ không á, cái này rất rõ. Điều này là gì? Cá bộ chia hết cá hai, điều đó có nghĩa là cá hai chia hết cho cá bộ, hay nói cách khác thì nói là cá một là ước, ước số của cá hai, hoặc cũng có thể một cách gọi khác là cá hai là bồi của cá một. Cũng phải có bốn cách nói như vậy, bốn cách nói hết. Thế bây giờ nếu như cá một là ước của cá hai hay là chia hết cá hai, thì khi mà chỉ khí nó khi ra cái này thì a một nhóm có một sinh vật A1, A1 được chứa chứa nhóm có sinh vật A1, A ba hàm thức này, nhớ như vậy. Một cái khẳng định thứ hai, vậy khi nào nó bằng, khi nào nó bằng, có phải chăng là khi nào như vậy á, hai cái nhóm có này nó bằng nhau khi nào? Thì nhóm có A một K một bằng cái nhóm có sinh bởi A một K hai, khi và chỉ khi cái ước chung lớn nhất của K một và N nó bằng ước chung lớn nhất của K2 và N. Nhớ rằng ký hiệu này á, ký hiệu là có nghĩa rằng là bằng ước chung lớn nhất của A và B. Nhớ như vậy. Và cái khẳng định thứ ba, vậy thì cấp, cấp của cái nhóm có siêu sinh bởi phần từ A của K là bằng mấy? Ba, cái cấp của cái nhóm có sinh bởi của nhóm sinh bởi phần từ A một A là bằng N mà trên ước chung lớn nhất của K và N. Bây giờ tôi lấy một ví dụ để minh họa cho điều này nhé, là ví dụ khác. Ví dụ cái này có thể dạch 6, trong dạch 6 là có 4 nhóm con. Vậy thì 4 nhóm con là lớp của 0, lớp của 1, lớp của 6, lớp của 4, lớp của 2 và lớp của 3 như vậy á, lớp con 6, lớp như vậy á. Chúng ta thấy lớp của 0 chắc quá là có thể nói là lớp 12, nó có sức bởi lớp của 12, nhai là bằng 0 đấy. Như vậy là các em thấy rằng là như là bộ cái ước sức bởi lớp của 1 nè, nó có sức bởi lớp của 2 nè, nó có sức bởi lớp của 3, còn lớp nó có sức bởi lớp của 12. Như vậy đó ra là có 4 cái ước của xin lỗi, 4 cái ước của 6, 4 cái ước của 6. Vậy thì bây giờ ta thay lấy một cái ví dụ như sau. Bây giờ cho D là Z12 là nhóm cộng nhé. Đây là nhóm cộng và sinh bởi nhóm này nhóm sinh bởi phần từ 1 như vậy. Ở đây A ở đây là bằng 1. Và mọi cái phần từ, mọi cái phần từ của D đây có dạng là K nhân 1, tức là lớp của K, K nhân 1 là lớp của K như thế. Vậy thì để ý ra là như vậy cái này á, mọi phần từ cái này thì là có dạng là K nhân 1, tức là lớp của K. Mà K chạy cái K thì cần chạy từ 0 mà đến N12 mà thôi.
A này thì không được 11 mà thôi, không. 1 cái điểm 11 mà thôi, cần gì nhiều. Đó. Rồi. Vậy thì hai điểm nhóm có ở đây. A1K1 và A1K2 bằng nhau khi nào? A ở đây 1 ha. Tức là K nhân 1 đấy, K1 nhân 1, K2 nhân 1. Như vậy có thể hỏi đặt ra câu hỏi là vậy thì nhóm con sinh bởi K1 lớp K1 bằng thì nhóm con sinh bởi lớp K2. Khi nào bé? Ai biết? Hai nhóm con này bằng nhau khi nào? Khi nào? Thầy mời Như Quân. Dạ thầy, khi ứng chung lớn nhất của K1 bằng ứng chung lớn nhất của K2. Ứng chung lớn nhất. Ứng chung lớn nhất là phần của hai phân tử chứ. À, dạ khi ứng chung lớn nhất của K1 và 12 bằng ứng chung lớn nhất của K2 và 12. Đúng rồi. Khi và chỉ khi ứng chung lớn nhất của K1 và 12 lấy bằng ước chung lớn nhất của K2 và 12. Đúng không? Nhớ điều này. Rồi bây giờ này, bài toán đặt ra là hãy tìm tất cả các nhóm con của dãy 12 và vẽ sơ đồ ba hàm hiệu. Bài toán đặt ra hãy tìm các nhóm con của dãy 12 và vẽ sơ đồ ba hàm hiệu. Và vẽ sơ đồ ba hàm. Dựa chúng ha. Hãy tìm tất cả các nhóm con của dãy 12. Như thế này, thầy nói xem người đang làm như vậy. Dãy 12 là có đến là 2 mũ 12 nhỏ tập con, 2 mũ 12 tập con lớn lắm á. Sợi mũ nhân sợi mũ trên nghìn đúng không? Tất cả trên nghìn. Sáu mũ với sáu mũ bằng mấy? Hả? 1.224 à? Mấy đó? Có rất nhiều tập con như vậy. Nhưng mà có nhiều nhất là mấy nhóm con? Nhóm 12. À, bởi vì mọi nhóm con của nhóm cyclic đều cyclic. Nhưng mà có thể ra là chỉ có nhiều nhất là 12 nhóm con mà thôi, nhiều nhất. Ngoài ra là có thể hai có 112 nhóm con này, có thể nó có những con trùng nhau đấy, đúng không? Trùng nhau khi đây còn dùng cái này này nhá. Rồi ví dụ như là các nhóm con của nhỏ bây giờ này, các nhóm con của Z12 là thứ nhất là nhóm con tầm thường, là nhóm số 7 là của không, chỉ có là một phân tử thôi, nhóm con tầm thường. Thứ hai là nhóm con số 7 lớp của một nó bằng mấy đấy? Bằng Z12. Bằng Z12 đúng rồi, bằng Z12. Nhóm con số 7 lớp của 2 nó gồm những phân tử nào? Nhà lớp của luôn như thông thường là của không, là của hai, là của bốn, là của sáu, là của tám, là của mười, hết có sáu phân tử như vậy. Ghi ra nhanh lên đi, nhóm con số mười là của hai nhá. Rồi nhóm con số mười là của ba, nó gồm những phân tử nào? Lớp của không, lớp của không, lớp của ba, lớp của sáu, lớp của chín, đúng không? Hết. Nhóm con số mười lớp của bốn, nhóm con số mười lớp của bốn, lớp của không, lớp của bốn, lớp của tám. Đúng rồi, lớp của không, lớp của bốn, lớp của tám, ba phân tử.
Nhóm con số 7 là con 5. Sao lại chết được không? À, anh Vân dùng cái này nè. Ước chứng lớn nhất của 5 và 12 là bằng 1. Như vậy là bằng ước chứng lớn nhất của 1 và 12. Như vậy bằng 12 bằng nhau nè. Đúng không? Nhóm con số 7 là con 6. Lực của không và lực của 6. À là chỉ có hai phần từ đó là lực của không và lực của 6. Nhóm con số 7 là lực của 3 x. 7 và 12 là lực của cùng nhau. 7 và 12 là lực lớn nhất bằng 1. Như vậy là bằng cái này nè. Đó, bằng toàn bộ giá trị ha. Nhóm con số 7 là lực của 8. Bằng lớp của 4. Chúng ta biết rằng là bộ ước chung lớn nhất của bộ 12 là bằng mấy? Là bằng 4. Ước chung lớn nhất của 8 và 12 là bằng mấy? Bằng 4. Cũng bằng 4. Như vậy rõ ràng ước chung lớn nhất của bộ 12 bằng ước chung lớn nhất của 8 và 12. Như vậy hai thì phải nên bằng nhau. Như vậy là nhóm con số 7 là của 4 bằng nhóm con số 7 là của 8. Của 9. Nhóm con số 7 là của 9. Nhóm con số 3. Tương tự như vậy, ước chung lớn nhất của 9 và 12 bằng 3. Và đương nhiên là ước chung của 3 và 12 bằng 3. Nhưng mà cái trùng nhau liền đó. Trùng nhau liền. Của 10. Nhóm con số 7 là của 10. Là nhóm con số 7 là của 2. Đúng rồi, bởi vì là dùng ước chung lớn nhất của 10 và 12 ha. Bằng là nhóm con lớn nhất của 10. Nhóm con số 7 là con 11. Là giải 12. À, cái này là bằng nhóm con số 7 là con 11. Là bằng giải 12. Hết. Bây giờ điểm này có bao nhiêu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Có tất cả 6 nhóm con, đúng không? Cái này là có nhiều nhất là 12 nhóm con. Nhưng bây giờ loại trừ thế còn lại là 6 nhóm con mà thôi. Vậy câu trả lời của chúng ta là gì? Các nhóm con của giải 12 là thứ nhất là gì? Nhóm con số 7 là của 0, tức là nhóm con tức là bằng 0 chẳng hạn, tầm thường. Nhóm con số 7 là của 1, là toàn bộ giải 12 chẳng hạn. Nhóm con số 7 là của 2 và 6 phần tử. Nhóm con số 7 là của 3. Nhóm con số 7 là của 4. Nhóm con số 7 là của 6. Hết. Có tất cả 6 nhóm con như vậy. Thế nó có sơ đồ 3 hàng như sau. Nó có sơ đồ 3 hàng. Như sau, đôi nhóm lớn nhất là giải 12, và hai nhóm con là các vẹt thì tôi lên giải nhất, nhóm con số 7 là của 2. Nhóm con số 7 là của 3. Nhóm con số 7 là của 4. À, là nằm bên này đúng không? Là của 4. Là của 4. Đây, nhóm con số 7 là của 6. Nhưng mà 6 là nhóm con của
của sức mạnh lực của ba, đúng không? Và cuối cùng là nhóm góc tầm thường. Đây là cái sơ đồ bao hàm giữa các cái nhóm con của dệt 12. Các thầy rõ không? Dạ có. Sơ đồ bao hàm dệt 12, bên này dệt 2, bên này nhóm con số 7 dệt 2, bên nhóm con số 7 dệt 3. Đây là nhóm số 7 dệt 4. Đây là nhóm số 7 dệt 6. 6 cũng là nhóm số 7 dệt 6 này là vừa nhóm con số 7 lớp của 2. Vừa nhầm con số 7 lớp của 3. Đó, em thấy như vậy. Cái mối quan hệ nhìn vào đây là thấy toàn bộ cả bức tranh về ba hàm giữa các nhầm có tất cả 6 nhầm có 1 nhầm 12. Như vậy tương ứng có 6 ước 12 có 6 ước, đúng không? Đó là 1, 2, 3, 4, 6 và 12. 12 là tương ứng cái hình này 12 này. Đây là một này, đấy. Ước lửa của một này, ước của hai này, ước là hai này, ước là ba này, ước là bốn này, sáu là ước này, thấy chưa, đúng không? Gồm tất cả các cái ước này. Như vậy bây giờ ta cái việc tìm các cái nhóm con thì dạy em ở chẳng qua là tìm các cái nhóm con của xin mời các cái ước và sau, đúng không? Thế nên ta còn cái hệ quả, ta còn cái hệ quả như sau. Và ta mới thấy rằng khi nãy á, là nhóm Z12 á, Z12 á, là nhóm có số 7 lớp của 1 và bằng nhóm có số 7 lớp của 5 rồi bằng nhóm có số 7 lớp của 7 và bằng nhóm có số 7 lớp của 11, đúng không? Như vậy rõ ràng là Z12 này á, chúng ta mới thấy rằng á, là cái Z12 này á, là nó số 7 lớp của 1 nè, nó bằng nhóm có số 7 lớp của 5 nè, nó bằng nhóm con số 7 lớp của 3 này và bằng nhóm con số 7 lớp của 11. Và ta thấy 1, 5, 3, 11 là cái gì? Điều ví tố cùng nhau với 12 cả. Như vậy ta có một cái hệ quả như sau. Hệ quả em có thể đánh dấu gì đó, E, F, G, H H, H, I gì đó, H, I, hệ quả. Cho G là cái nhóm cyclic chứng về phân tử A có cấp thì nếu thứ nhất em nếu nếu K và N là ví tố cùng nhau thì nhóm con số 7 lớp của A một K cũng bằng nhóm con số 7 lớp của A bằng D nhé, bằng D, bằng D. Dạ, dạ, thầy ơi, em không thấy bạn bất phải rồi thầy. À, đúng rồi, xin lỗi. Như vậy là những K và N biết được cùng nhau thì D này được số 7, những phân tử của dạng A một K. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi muốn nói rằng là như vậy là tất cả các cái nhóm có của dê, các cái nhóm có của dê là có thể liệt kê ra là bằng là các cái nhóm của dạng A một K với K là ước của N. Như vậy hệ quả này cho chúng ta biết rằng là có bao nhiêu nhóm có của D khi D là nhóm cyclic của N phân tử.
số bạn gồm có một dê thì là số tất cả các hiệp ước của n nhá, số tất cả các hiệp ước của n. Đấy, còn để ghi thêm một cái thằng thứ ba này để cho nó thì quả là sẽ là như vậy. Số số các nhóm có của dê, cái gì số các nhóm có của dê bằng số các cái ước số của n bằng số các cái ước số của n. Có thể nói như vậy ha. Như vậy cái nhóm Silic đó là cái nhóm hết sức đơn giản, cái nhóm chỉ có sức mạnh một phương nữa. Đó là nhóm hết sức đơn giản và tôi đã khảo sát hết tất cả những cái tính chất của nó. Đó, tôi đã khảo sát hết tất cả các tính chất của nó. Các tính chất như vậy là các phân tử của nó đều được mô tả một cách rõ ràng. Cái thứ hai, mọi nhóm Silic đều ABN. Cái thứ ba là mọi nhóm có của nhóm đều cyclic và từ đó cho chúng ta một số hệ quả số các nhóm có là như thế nào, đó. Hai nhóm có chung nhau thế nào. Như vậy có thể nói rằng đấy là cái nhóm đơn giản nhất, cái nhóm sinh một phân tử là nhóm đơn giản. Tôi hy vọng rằng tất cả các nhóm có phức tạp đều có thể nhìn qua cái nhóm con Silic có được biết không? Cái hàng đó là có thể tích của nhóm con Silic hay là thế nào đó? Bởi vì thông thường một bài tất cả các khoa học đều nghiên cứu chỉ một cái dạng này là từ cái đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng, từ đơn giản đến phức tạp. Cái đơn giản đã nghiên cứu rõ ràng rồi, tôi hy vọng rằng một cái phức tạp được nhìn qua cái đơn giản hơn. Chẳng hạn như là một cái nhóm gì đó phức tạp liệu tức là nhìn qua cái nhóm Silic được không? Nó có thể là liên kết nào đó nhóm Silic nào đó được không? Điều này chúng ta sẽ nghiên cứu qua những cái bài số bài tiếp theo ấy. Vì mặt lý thuyết thì chúng ta kết thúc cái bài này ở đây và để làm tí rồi làm được tập. Được chưa? Chị Lao thì đem ấy. Dạ. Rồi, khoảng 15 phút ạ.